Hai mọi người, lại là tôi đây. Hôm nay chúng ta có đơn hàng của Shopee mọi người, đó là tượng Quan Âm mọi người. Tượng Quan Âm trắng mọi người, 30 cm. Đây là mọi người, tượng Quan Âm trắng, mọi người, Quan Thế Âm Bồ Tát dán ngồi mọi người, 30 cm. Sắp tây tâm mọi người, ấn phẩm Phật giáo mọi người, châu cảnh mọi người, này sắp trăng mọi người, sắp trăng tượng Bồ Tát Quan Âm dáng ngồi màu trắng mọi người, cao 30 cm, giá là 389 mọi người, 389500 mọi người, 389 nha. Này mua cho để cho cái tượng đồng kia mọi người, cái tượng đồng kia nó hơi nhỏ mọi người, 10 cm. Như tượng đồng nó lúc đó thì cũng 200 mấy, hai trăm mấy giá, tính tới tính lui vô cột mua cái này cho dòm tội đỡ tốn tiền. Rồi như vậy thì cánh không cậy mà nó chạy ra đâu có tiền lắm. Tầm 30 cm mọi người, 30 cm. Mình như đổ bằng mình nhựa mọi người, bằng bao nhiêu đó. Rồi. Bây giờ tóc của tôi tới đây là hết mọi người. Chào tạm biệt mọi người nhé. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Và mọi người.